Mưa dông đã duy trì nhiều ngày qua trên địa bàn tỉnh và vẫn tiếp diễn trong vài ngày tới. Nguyên nhân là do các hình thái thời tiết gây mưa như những đám mây đối lưu và trường gió Tây Nam đang hoạt động trung bình đến mạnh. Chiều và tối nay 1 tháng 8, một số nơi có mưa vừa kèm theo dông mạnh. Trong ngày có nắng mây đan xen nên nền nhiệt độ phổ biến dưới 32 độ. Diễn biến thời tiết ở từng khu vực trên địa bàn tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh gồm thành phố Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Châu Đức và phía bắc huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, trưa chiều có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa kèm dông mạnh, gió tây đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 30 đến 32 độ, độ ẩm 81 đến 86%. Khu vực ven biển gồm thành phố Vũng Tàu, huyện Đông Điền, huyện Đức Đỏ và phía nam huyện Xuyên Mộc. Ngày nắng gián đoạn, chiều có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông, gió tây nam cấp 3, vùng ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ 29 đến 31 độ. Độ ẩm 82 đến 87%. Huyện Côn Đảo ngày nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, gió tây nam cấp 4, có lúc cấp 5, độ ẩm 81 đến 86%. Hải Văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến Côn Đảo có mưa và dông, tầm nhìn xa giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5 giật cấp 6, biển động nhẹ. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 1 tháng 8, nước lớn mức cao nhất 369 cm vào lúc 2 giờ 45 phút. Và nước ròng mức thấp nhất âm 10 cm lúc 19 giờ 30 phút.